ngày 5 tháng 3, cả nước ghi nhận 131.780 ca mắc COVID-19 và 26.566 ca ra viện. Tính từ 16 giờ ngày 4 tháng 3 đến 16 giờ ngày 5 tháng 3, ghi nhận 131.817 ca nhiễm mới, trong đó 37 ca nhập cảnh và 131.780 ca ghi nhận trong nước. Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: Hà Nội 25.013, Bắc Ninh 7.161, Nghệ An 6.460, Sơn La 4.228, Phú Thọ 3.864, Hưng Yên 3.818, Bình Dương 3.608, Nam Định 3.536, Lạng Sơn 3.251, Quảng Ninh 2.998, thành phố Hồ Chí Minh 2.984, Đắk Lắk 2.916, Vĩnh Phúc 2.805, Hòa Bình 2.799, Thái Nguyên 2.792, Tuyên Quang 2.747, Bắc Giang 2.573, Ninh Bình 2.525, Quảng Bình 2.338, Yên Bái 2.278, Thái Bình 2.240, Cao Bằng 2.212, Hải Dương 2.182, Bình Phước 2.158, Hà Nam 2.146, Thanh Hóa 2.102, Hà Giang 2.081, Điện Biên 2.051, Đà Nẵng 1.967, Lào Cai 1.945, Bình Định 1.894, Cà Mau 1.732, Lai Châu 1.709, Gia Lai 1.481, Quảng Trị 1.183, Thanh Hóa 1.099, Lâm Đồng 1.060, Bà Rịa Vũng Tàu 1.024, Đắk Nông 967, Hà Tĩnh 832, Phú Yên 721, Bến Tre 708, Tây Ninh 649, Hải Phòng 598, Bình Thuận 557, Trà Vinh 456, Quảng Ngãi 416, Vĩnh Long 416, Bắc Cạn 368, Thừa Thiên Huế 364, Quảng Nam 351, Kon Tum 303, Bạc Liêu 266, Đồng Nai 196, Kiên Giang 158, Long An 143, Cần Thơ 138, Sóc Trăng 49, Đồng Tháp 46, An Giang 46, Ninh Thuận 38, Hậu Giang 26, Tiền Giang 8. Kể từ đợt dịch thứ tư đến nay, cộng số ca nhiễm ghi nhận trong nước là 4.225.053 ca. Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là 26.566 ca. Tổng số ca được điều trị khỏi là 2.616.002 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.249 ca. Từ 17 giờ 30 phút ngày 4 tháng 3 đến 17 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3 ghi nhận 82. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Xin cảm ơn.